Rồi ok, chào toàn thể anh em đam mê PCP à, lại tiếp tục một cái video giới thiệu sản phẩm của bên shop nhé Thì nay em lại về được một lô, một lô lò xo dùng cho anh em chơi PCP FX nhé Nhất là anh em đang chơi quy sói, quy hai lỗ Thì là cũng rất nhiều bác khách alo cho em Bảo là à, lò xo bị uh, đàn, bị giãn đấy, bị giãn Thì là cái cái lực đạn đi nó yếu này Thứ nhất lực đạn đi nó yếu là. Và nó cũng không chuẩn xác mấy thì em về cái lô này cái nó soi là nó so nhập tàu nhá, nó so nhập nhập tàu cực kỳ là chất lượng luôn này, đàn hồi cực tốt này. Đấy, đàn hồi cực tốt nhé Cũng phải nói qua cho anh em là về tình tình trạng của chúng ta thuê súng thì là có rất chưa nhiều cái uh, yếu tố cấu thành nên là một khẩu súng bắn tốt, bắn ngon. Ví dụ như là từ cái lòng này, từ cái lòng này, cái van này, nó so này, rồi là giảm thanh thì cũng có yếu tố nhé đấy không phải là mình không phải là em giới thiệu sản phẩm này mà em bảo là cái nò so cứ thay nò so vào là mình bắn bắn chuẩn bắn tốt đâu đấy nhưng mà nó so của anh em chơi lâu bị giãn thì chúng ta thay thế bằng cái bằng cái nò so mới thì chưa cực tốt tại vì anh em phải biết là cái cái thằng fx này, này không như là cái thằng condo đô nó so của nó thì nhỏ nó so của condo thì nó to cái lực ép của nó ấy, cái lực ép ấy, nó rất là mạnh luôn đấy nó gấp gấp bảy tám lần là cái thằng cô đô nhá đấy nó xả cực mạnh luôn thì là nó nó nhỏ này nó ép vào từ lâu thì là nó nó sẽ giãn thôi nó sẽ giãn giãn thôi đấy anh em mua thì anh em mua ví dụ anh em mua một đôi một đôi thì là thì giá nó sẽ rẻ hơn nhé một đôi giá nó sẽ rẻ hơn đấy thì em đang bán là một là cái lò xo này là lò xo dài 7,5 cm nhé 7,5 cm à, phi là phi 13 sợi 1.5 đấy dài 7,5 cm phi 13 đấy sợi 1.5 thích hợp cho anh em chơi 5.5 hoặc 635 được hết nhé đấy rất chia tốt luôn này anh em chơi 4.5 thì là nó nó hơi mạnh hơi mạnh chưa đây nó sau đây anh em mua một cặp thì em bán cho anh em là 200.000 bao ship đấy còn một cái thì là 100 120.000 bao ship nhé đấy một cái là 120 còn hai hai cái thì là 200.000 anh em mua một hay hai tùy anh em đấy về mình vào mình thay thế thì là cái lực đạn đi nó sẽ ổn định hơn anh em chơi thì nó sẽ chuẩn hơn đấy rồi anh em mua hàng nhấp vào lên alo và những số điện thoại em nó để ở trên biển kia nhé và có zalo anh em ad trực tiếp zalo những số đó cho em là được nhé rồi cái video ngắn giới thiệu sản phẩm em xin kết thúc tại đây anh em xem video không quên nhấn nút like nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo xin chào anh em hẹn anh em vào những video tiếp theo